Cô cũng thấy rồi đó, với cơ thể này tôi khó mà hoạt động nghệ thuật được. Tôi không đủ tự tin để che giấu, nên tôi quyết định sẽ giải nghệ. Vậy nên cô cứ giờ như không biết gì cho đến lúc đó. Chỉ cần lên được tin đặc biệt này thì em sẽ có tất cả những gì mà em mong muốn. Nè, nè, ê, ê. Hả? Cô là fan của tôi đúng không? Những cái này tôi chưa thể hiện cho ai xem bao giờ, nên cô chính là người đầu tiên biết đó. Anh thích em rất nhiều. Làm sao đây, làm sao đây? Em thật xinh xắn, đáng yêu. Làm sao đây, làm sao đây? Lý do tôi làm tới nước này là gì? Đúng là tôi đã ngửi thấy mùi này rồi mà. Vậy, mùi hả? Đang thế này mà có mùi gì được chứ? Anh phải tin tôi nha. Một lần là fan thì cả đời sẽ là fan. Ok. Thiệt sự tin tưởng cô được đúng không? Hả? Sao vậy? Chín. Rốt cuộc cô là ai vậy? Hả? Anh! Anh! Xin lỗi anh nha, có thể chụp hình giúp tôi một tấm được không? Dạ cảm ơn anh. Không phải, là chụp hình tôi. Dạ cảm ơn anh. Nhờ cũng như không. Anh! Anh làm gì ở đây vậy hả? Mau đi quay cho xong đi chứ. Nè nè, đưa bút đây. Bút đó. Chờ chút. Đây. Cô nói gặp tôi là ước nguyện của cô đúng không? Tôi sẽ giúp cô tội nguyện. Tôi và cô sau này sẽ thường xuyên gặp nhau đó. Thường xuyên? Mau đi thôi, trễ rồi đó. Đi hướng bên này nè. Không phải, đi đâu vậy? Là đường này. Các em cũng vất vả quá rồi. Tay chỉ một lần chạm mà sao lại thích một con quái vật như tôi. Nào nào, bắt đầu chụp nha. Rồi, tốt lắm. Rồi, thêm nha. Ok, tốt lắm. Rồi thêm một kiểu nữa nha. Chú ý biểu cảm. Biểu cảm. Nào, tươi lên chút nữa. Chút nữa thôi. Biểu cảm nào. Thêm nữa. Có vấn đề gì sao? Cho tôi xin lỗi. Tôi xin phép nghỉ một chút. Đồ quái vật đáng thương. Làm ơn, người đã bị nguyền rủa. Tha cho tôi đi. Đồ quái vật đáng thương, người đã bị nguyền rủa. Nè, nếu có thể quay ngược thời gian thì cậu muốn làm gì hả Kim Hyun? Nếu em mà có thể quay ngược thời gian được, em sẽ tuyệt đối không gặp anh. Em sẽ làm quản lý cho nữ diễn viên, không chỉ khuôn mặt xinh đẹp mà tấm lòng cũng tốt. Nếu như có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ không bao giờ làm nghệ sĩ. Ôi, thiệt tình. Trêu chọc được em, anh cảm thấy vui lắm đúng không hả? Hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều. Tin tưởng cô được đúng không? Nhưng lạ là cô ta khiến cho mình có hy vọng. Không biết là anh ta có lừa mình không đây. Giờ này còn chưa tới nữa. Ấy, cô gì đó ơi, đúng là cô đó. Để tôi xem nào, Hàn Quốc của chúng ta và Việt Nam lệch nhau
2 tiếng đồng hồ để xem nào. Chà, xin hãy cho tôi được nhìn thấy số phận cô ấy. Xin cho tôi được nhìn thấy. Trời ơi, trời ơi, tiên sinh à. Trời ơi tiên sinh. Tôi đã không nhận ra tiên sinh. Thật sự, xin lỗi tiên sinh. Trời ơi tiên sinh. Cô đúng là lần nào gặp cũng khiến tôi bất ngờ hết. Trời ơi, tôi có mắt như mù, không nhận ra tiên sinh vĩ đại. Sao lại ở nơi bần tiện này được chứ? Tôi mới là người cảm thấy bất ngờ đây này. Không hiểu tại sao Hàn Quốc lại có những nơi kỳ lạ như thế này nữa chứ. Không phải cái này. Từ nay tôi sẽ giữ một bên tai nghe này. Đã tìm ra nhân duyên của mình rồi. Nếu lần này mà hỏng chuyện thì cả đời sẽ mãi mãi cô đơn như vậy thôi. Rớt cái cầm ra mất luôn rồi. Anh mới làm cái gì thế hả? Dù sao thì tôi cũng là fan của anh, nhưng tôi không phải là người con gái dễ dãi đâu. Không thể dễ dàng siêu lòng trước cám dỗ của anh như thế được. Cô tát tôi một cái nữa được không? Anh thích bị tát à? Anh biến thái à? Hả? Oppa, sở thích của anh như thế không có hay đâu nha. Tôi là tôi không có cùng xu hướng. Ok. Không phải vậy đâu. Mà tôi không có phản ứng gì với cô. Cô là lần đầu đó. Lần đầu tiên tôi chạm vào một cô gái mà không bị biến đổi gì. Dù luân hồi qua biết bao nhiêu kiếp thì cô cũng là duy nhất. Wow, luân hồi chuyển kiếp. Wow. Thể trạng người lớn biến thành trẻ con nữa hả? Anh nghĩ tôi tin không? Cô nghe chuyện của tôi đi đã, rồi xem cô có bị điên hay không. Mà anh đang kể chuyện của ai vậy? Kiếp trước của tôi. Anh thật sự là nhớ được kiếp trước à hả? Mà kiếp trước của anh là nữ nhi nữa hả? Cô cứ nghe tiếp đi đã. Người đó là thần Thành Hoàng, vị thần phù hộ và bảo vệ cho ngôi làng. Kiếp trước anh là thần đó hả? Ôi thiệt là cô nghe hết đi cái đã chứ. Vậy là vị công tử anh kể là kiếp trước của anh hả? Còn cô gái là... Là người mà tôi từng yêu. À không, là vị thần mà tôi yêu. Thank you.
người sẽ bị nguyền về sau này. Hễ chạm vào người khác giới, người sẽ biến thành trẻ con. Cảm giác đau đớn khi không thành duyên với người mình yêu đó. Ngươi sẽ phải nếm trải nó cả đời. Cô ấy nói gì đó? Giờ tôi còn nhớ rõ từng lời. Kiếp trước anh đúng là đồ tồi thật mà. Thì việc đó cũng đâu khác gì việc bị bán từ nhà thượng lưu, hữu danh vô thực sang một nhà thường dân giàu có đâu chứ. Nhưng mà bây giờ là thế kỷ 21 rồi, làm sao mà có chuyện nguyền rủa được nữa. Giống đùa hả? Tôi cũng thấy cuộc đời tôi như là trò đùa. Một trò đùa không ai thấy buồn cười, lại còn rất bi đát. Tôi đang sống một cuộc sống bình thường thì một ngày kia tôi nhớ lại kiếp trước, và thể trạng của tôi cũng bị thay đổi từ đó. Nếu từ đầu tôi biết cơ thể tôi bị lời nguyền như vậy thì làm nghệ sĩ gì, chắc tôi đã ẩn giật đâu đó như là kẻ đã chết rồi. Nhưng mà biết sao được chứ, khi mà tôi nhớ lại được kiếp trước thì tôi đã trở thành một ngôi sao hàng lưu nổi tiếng rồi. Qua chuyện này cô rút được bài học gì không? Ác giả ác báo hả? Đúng vậy, khuyên người ta nên sống tử tế. Cô hãy lấy chuyện của tôi làm kinh nghiệm. Cô nên giúp tôi giải nghệ trong êm đẹp, vậy mới là một chuyện tốt đúng không? Nè cô có nghe tôi nói không vậy? Thật sự là chuyện này cũng khó tin, nhưng mà chắc chắn đây sẽ là tin đặc biệt có 102, chưa từng có trong quá khứ hay tương lai. Cô đang nghe tôi nói hay không vậy? Đơn giản mà nhờ. Anh cần tôi. Tôi cũng thuộc về phe của anh. Hai chúng ta sẽ là một cặp đôi bá đạo. Ok.